Hello đây em, mình là Kiếm Tiền Lan anh em. Thì đây thì có một ông kênh này là ông chuyên gia tạo code cho anh em này. Thì đây là sát thủ kiếm tiền ha, anh em có thể gọi cho mình. Thì kênh của ông thì mới ra này cũng kinh mới anh em. Thì ông này nói chung là có rất là nhiều code để cho anh em chơi. Thì chuyên hỗ trợ những cái code free cho anh em chơi ha. Thì là anh em hãy đăng ký kênh ông này. Đây, đăng ký này. Thì anh em hãy đăng ký và bật nút chuông thông báo ha để nhận những cái video mà ông tổ chức code. Và cái ông thứ hai thì chuyên làm về bên coi phi anh em, thì tiền coi thì nó bây giờ giá trị nó khá là cao, nên là triệu phú này, money này, thì nói chung kênh này cũng là 5 triệu mấy rồi, 5.000 mấy người chứ. Đây thì làm về các cái thẻ cào và các cái đồng coi ảo ha. Thì anh em có thể qua đây đăng ký và tham khảo những cái video này. Hôm nay mình sẽ đem 500k vào và bắt cầu quay hú cho anh em nha. Hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cái cầu, nói chung cái cầu ở trong đây quay hú anh em, nó khá là dễ luôn. Hiện tại nó rất là dễ hơn những cái trò như là mới ra T-Win ha. Anh em cứ lựa những cái cầu này, nó cầu này nó sáo rất là nhiều. Thì đang là ngày lễ nên là nó cũng ra sự kiện anh em, nó sự kiện nạp á. Thì mình cũng có thử nạp là cái móc, thì hôm qua mình có nạp 1 triệu thì nó được khoảng 9.000 điểm để anh em quay. Nói chung là anh em nạp cái đó để đến anh em nhận những cái lượt quay vòng quay ha. Thì dáng đầu tiên mình nuôi nhẹ 2 con, nói chung là dáng nào mình cũng sẽ nuôi cá vàng. Thì mình đánh là lúc từ đó tới giờ ha, mình auto là nuôi cá vàng. Đây dáng đầu nó sẽ về sư tử, anh em thấy cái cậu không, sư tử én này. Hiện tại là nó đang, nếu mà đúng thì nó về sư tử én hoặc là gấu ha. Nó thì anh em hay là nuôi là én hoặc là gấu thì khá là ngon đó. Thì mình sẽ nuôi én nè và gấu nha anh em đó. Thì nếu mà cầu này khá là chuẩn thì nếu mà nó về sư tử thì anh em sẽ lựa 2 cái con tiến tới mà anh em nuôi, hoặc là anh em sẽ nuôi lại sư tử lót nhẹ thôi. Vì dáng này là mình sẽ nuôi gấu, 35k mình sẽ ưu tiên nuôi gấu ha, và 2 con chim mình sẽ lót nhẹ. Đây vì dáng này như vậy là hút thành công này, 35 này đó, 35 nhân 8 thì anh em cứ nhân lên ha. Thì vốn ban đầu là 500k thì đã lên được 713k. Thì nói chung là sư tử gấu rồi thì nó sẽ dễ án anh em, thì cái tỷ lệ nó dễ án khá là cao đó. Thì mình sẽ lót lại 2 con cũ và mình sẽ tập trung là nuôi án này, mình sẽ auto là nuôi cá vàng nha. Mình án mình nuôi 25k nè. Như thế này không đúng thì nó về công đó. Thì anh em cứ nuôi nhỏ cho mình, lựa những cái dáng nào mà cầu đẹp đi đẹp thì anh em nuôi, chứ anh em đừng có thấy cậu gì rồi anh em tắt tay nha anh em. Mình cứ nuôi nhẹ. Người ta là nó đang về gấu và con chim công, thì 2 con thứ 8 anh em ạ. Thì mình vẫn tiếp tục là nuôi gấu nha và nuôi con chim này đó. Hiện tại là sư tử gấu thì nó đã về 2 con trùng lập với nhau rồi, vẫn còn thiếu 1 con chim én. Anh em thấy không, cái này nó về chim én này thì nó sẽ đảo cầu. Ví dụ như là này là kế một cái mập á, thì là sư tử én và gấu, thì này nó sẽ ra là sư tử gấu và một con công, một con én, thì nó sẽ cắt là gần nó sẽ về. Nói chung mình sẽ ưu tiên nuôi cá vàng anh em, tỷ lệ ăn 100 mà. Thì cái này nuôi 3 con thôi. Nếu mà chim én á, cậu mà đánh thường xuyên á, chim én nó sẽ thường là nó sẽ về hổ và khỉ. Thì cái này mình sẽ nuôi là con hổ. Này phải nói đúng không? Én là sẽ về hổ hoặc khỉ, cái tỷ lệ về rất là cao. Thì có thể là nó sẽ lật về con chim công, hoặc là nó sẽ quay ngay chân cái con én nữa. Thì em thấy này, cầu én khá là nhiều luôn ha. Đây, công rồi tới én rồi tới hổ. Thì anh em lựa cái anh em dòm vô 3 4 con mà ở trên nó có giống nhau thì mình cứ lót mình nuôi. Mình nuôi giống nhau vậy thì tỷ lệ nó về tới 70 đến 80% á. Cái này nó thì cái dáng trước là nó hiện lên sau thì mình nuôi gì nè anh em thấy đúng không, như dáng này vẫn lỗ anh em, tại mình lót lên nuôi hổ khá là nhỏ thì lỗ 5k. Cái cầu này nó đã sai này, đây là nó đi giống rất là 3 con nha. Thì có thể là 3 hú, cái cầu trước nó là 3 hú, 1 chim 2 chim, thì có thể là 3 hú anh em ạ.
Nhưng mình sẽ bẻ chim thì tỷ lệ này nó về họ này khá là cao. Mình thấy à, cái này về công anh em, đoán sai cầu nha. Mà tại là họ là về công thì anh em cứ bật cái bảng cầu lên và anh em xem cho mình. Nhưng mà này nhìn dáng này mình có đặt anh em ạ. Thì cái tỷ lệ là nó sẽ về hai cái con này, là một là chim én và con họ nha. Thì mình sẽ ưu tiên là nuôi hai con đó, và anh em lưu ý là phải lọt lại cái con mà nó mới ra. Ví dụ như nó ra công thì anh em phải nuôi lại công, thì anh em không nên nuôi nhiều. Mình sẽ lựa hai con kia mình nuôi. Dạng này nó tiến tới một bước thì nó ra con bồ câu. Nói chung ra bồ câu cũng không sao đây mà, mình đánh nhỏ mà. Đây, có thể là cầu này nó sẽ đổi ngược lại. Thì cái này là nó sẽ ra một là ra họ hoặc là công hoặc là bồ câu nha. Giá này mình sẽ ưu tiên nuôi họ luôn, mình sẽ bỏ công lên, không mình sẽ ưu tiên nuôi họ 45k. Thì cái tỷ lệ mình thấy là nó gì họ khá là cao nên mình mới nuôi nha. Đây, nó tiến tới khỉ luôn em. Thì nói chung là chim én hoặc là cái con một con trắng thì nó sẽ thường xuyên là nó sẽ về con họ hoặc con khỉ. Vậy nên mình sẽ tiếp tục đánh này. Nó đánh 30 càng, mình sẵn luôn 10 càng. Nếu mà nhắn này mình thua thì mình ra mình rút tiền ở đây mà. Mình lãi được 200, thì nói chung là lãi thì mình nghĩ với em. Cái này mình thấy là đây nó quay con này nó gì họ. Cái này nó gì họ là sai cầu này. Thì nói chung á, thì nó sẽ không có cái, nó chỉ có mấy chén là cầu đẹp thôi. Cho nên là anh em bật cái bảng lên anh em dòm cho mình. Thì mình sẽ ra mình sẽ kết thúc clip của anh em. Thì link tải và link đăng ký mình sẽ để phần mô tả. Đây mình sẽ rút hết này. Thì clip này kết thúc anh em.